Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị là hiện tại, tức là không. Tánh không cũng là không. Tánh không trong không còn bất khả đắc, huống gì trong không có tự tánh của pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa ở quá khứ vị là hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị là hiện tại. Tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không. Tánh không cũng là không. Tánh không trong không còn bất khả đắc. Huống gì trong không có tự tánh của năm loại mắt, sáu phép thần thông ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư? Thiện hiện nên biết, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại